Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy vào đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh cũng như do vào nhóm Telegram để không bỏ lỡ những dự án IDOT đã phân phối token. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn một người dự án IDOT đến từ Alex Roverside. Để tham gia dự án IDOT này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mình sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram của mình nhé. Ở đây là một rau mới của nhé. Rồi sau khi vào đây bấm bắt đầu. Ở đây mọi người sẽ nhập mã gấp ra đây cho mình nhé. Rồi tiếp theo đây mọi người join vào kênh group và kênh channel dự án, bấm tham gia kênh sau đó chat cho mình từ đây. Ok, quay trở lại join vào kênh channel dự án, tiếp tục bấm tham gia kênh sau đó quay trở lại IDOT. Các xuống dưới bài đăng mọi người sẽ bấm submit data, ở đây mọi người sẽ gửi email của mọi người vào đây cho mình. Ok, tiếp theo ở đây mọi người follow kênh Twitter. Bấm theo dõi kênh Twitter cho mình nhé. Sau đó copy profile link kênh Twitter của mọi người gửi vào Telegram cho mình. Ok. Tiếp tục join vào kênh Discord, follow Twitter, like và retweet nữa. Follow Twitter. Ở kênh Twitter này mọi người sẽ retweet là bài đăng luôn cho mình nhé. Đây bài đăng dự án này, bấm thích này, retweet. Ok, rồi quay trở lại IDOT. Ở đây mọi người join vào kênh Discord này. Bấm chấp nhận lời mời. Rồi sau đấy mọi người sẽ thực hiện một các bước như này cho mình. Bấm mũi tên, cắt xuống dưới, bấm vào ô vuông, sau đấy bấm hoàn thành. Rồi tích vào cái hình này cho mình. Ok, cắt sang phải màn hình, tích vào avatar đây, mà copy là cái username kênh Discord của mọi người, sau đó gửi vào Telegram cho mình. Ok. Tiếp theo do subscribe kênh YouTube. Ở đây bấm đăng ký kênh cho mình, sau đây bấm vào video. Mọi người sẽ bấm vào video này. Mọi người chia sẻ lên kênh Twitter cho mình nhé. Bấm like này, sau đó bấm chia sẻ. Bấm tweet. Đăng tweet. Ok. Cắt xuống dưới này, mọi người sẽ bấm trở lại. Sau đó bấm vào avatar đây. Mọi người copy kênh của bạn này. Bấm vào bao gạch, bấm vào chữ chia sẻ, sau đây sao chép profile link kênh YouTube của mọi người. Tiếp đến mọi người sẽ gửi vào đây cho mình. Ở đây bấm Z này. Sau đó gửi profile link kênh YouTube của mọi người vào đây. Ok. Bây giờ mọi người quay trở lại kênh Twitter cho mình nhé. Quay trở lại kênh Twitter thì mọi người sẽ bấm vào avatar của mọi người này. Sau đó bấm phần hồ sơ. Mọi người xem tìm kiếm xem nó có một cái video vừa rồi mọi người chia sẻ ở kênh YouTube đấy, chia sẻ lên kênh Twitter nhé. Mọi người sao chép lại cái link này cho mình, bấm sao chép. Ok, rồi quay trở lại IDOT, rồi cái link retweet này vào cho mình. Ok, tiếp đến là follow, like và retweet ở cái liên kết. Mọi người sẽ mở lên, ở đây bạn tìm đến bài đăng của dự án, đây bài đăng dự án này, bấm thích này, retweet lại cái liên kết. Ok, quay trở lại IDOT, bấm vào Z. Tiếp đến là join vào kênh channel Telegram. Đã join, bấm vào Don. Rồi, địa chỉ ví mọi người sẽ copy địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BC của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Sau khi vào đây mọi người bấm vào sao chép địa chỉ ví BC của mọi người hoặc địa chỉ ví ETH. Sau đó mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây. Ok, join vào tất cả các kênh ở đây cho mình. Vâng, tham gia kênh, quay trở lại ra vào kênh group 2, tham gia. Ồ, kênh này đã bị đầy, kênh thấy như nhóm đầy thì mọi người sẽ bỏ qua, sau đó quay trở lại bấm vào complete.
Rồi. Và cuối cùng mọi người sẽ có một link red để mọi người chia sẻ bạn bè người thân tham gia dự án iDot này. Bấm 3 lần trước số dư nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án iDot đến từ Astrover. Dự án rau 2 mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.